Harry Kane có thể được xem là một trong những mục tiêu đáng chú ý bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Với đẳng cấp của mình, gần như mọi ông lớn hàng đầu ở châu Âu sẽ đều muốn có được sự phục vụ của chân sút người Anh để tăng cường hỏa lực cho hàng công. Tất nhiên, cả hai đội bóng thành Manchester cũng sẽ đều là những ứng cử viên muốn có được chữ ký của Kane dù là quãng thời gian trước hay ở thời điểm hiện tại. Nhưng có những lý do để người hâm mộ tin rằng dù là Man United hay Man City thì Spurs cũng sẽ không bao giờ bán huyền thoại của đội bóng cho bất kỳ ai trong cả hai cái tên trên. Đây chắc chắn không phải mùa giải đầu tiên mà tương lai của Harry Kane trở thành chủ đề được cả thế giới quan tâm trong một kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trên thực tế thì trong khoảng 2 mùa giải gần đây, bến đỗ mới của chân sút người Anh đã là điều được cả giới túc cầu quan tâm khi mà cá nhân tiền đạo này vẫn chưa thể giành được bất kỳ một danh hiệu nào trong sự nghiệp cùng đội bóng London. Đối với bất kỳ cầu thủ nào, dù sự nghiệp của cá nhân có thành công vang dội đến đâu mà không thể giành được danh hiệu nào thì mọi thông số cũng sẽ đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ cho tới lúc này thì Harry Kane cũng hiểu rõ hơn ai hết để bản thân tiền đạo người Anh cho thấy rằng mình có những động thái sẵn sàng rời khỏi Spurs ngay mùa hè này. Theo những nguồn tin uy tín của bóng đá châu Âu thì Bayern Munich sẵn sàng phá két để có thể sở hữu cho mình sự phục vụ của Harry Kane ngay trong mùa hè năm nay. Cụ thể thì nhà đương kim vô địch nước Đức đã đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị đầu tiên trị giá hơn 60 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, ngay sau khi Spurs từ chối con số đầu tiên thì đội chủ sân Allianz Arena đã sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị thứ hai có thể lên tới khoảng 60 triệu bảng bao gồm phụ phí. Đây có thể được xem là một mức giá vô cùng hấp dẫn dành cho cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng với đội bóng Bắc London. Tuy nhiên, con số này cũng chưa chắc đã có thể thực sự khiến cho thượng tầng của Spurs thỏa mãn, hay cụ thể là chủ tịch Daniel Levy, người quyền lực nhất của đội bóng thủ đô. Cụ thể, theo tờ Bild của Đức, thì ông Levy đã sẵn sàng từ chối lời đề nghị tiếp theo của Bayern dành cho trường hợp của Harry Kane với con số có thể lên tới 80 triệu bảng. Động thái cứng rắn này của thượng tầng Spurs một lần nữa cho thấy rằng không phải đội bóng nào cũng có thể làm việc được với chủ tịch của đội bóng London. Bởi đơn giản đây chắc chắn không phải lần đầu tiên mà Daniel Levy cho thấy thái độ cương quyết của bản thân trên bàn đàm phán. Trên thực tế thì vị chủ tịch của Spurs từ lâu đã thể hiện rằng mình là một người có chính kiến riêng mỗi khi bước vào những cuộc đàm phán trên thị trường chuyển nhượng. Chính Sir Alex Ferguson đã từng chia sẻ rằng việc đàm phán với Levy còn khó khăn hơn cả một cuộc phẫu thuật hồng. Và tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà huyền thoại của sân Old Trafford có thể đưa ra những nhận định như vậy khi nói về chủ tịch của Tottenham Hotspur. Mọi chuyện diễn ra ở thời điểm năm 2008, khi Man United dưới thời Sir Alex đang nỗ lực để chiêu mộ tiền đạo Dimitar Berbatov từ chính Spurs. Thời điểm đó, Man United đã thành công trong việc chiêu mộ tiền đạo người Bulgari. Những thương vụ đó chắc chắn đã không thể khiến cho chủ tịch Daniel Levy cảm thấy hài lòng. Bởi ngay sau khi thương vụ được hoàn thành thì người đứng đầu ở sân White Hart Lane đã gửi đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền vì Man United đã áp dụng quá trình làm việc có hệ thống để đưa một cầu thủ rời khỏi câu lạc bộ. Nói dễ hiểu thì chúng ta có thể xem như là Man United đã có những hành động không chính thống để tiếp cận được với Berbatov thay vì thông qua những người có thẩm quyền của Spurs. Có lẽ đây cũng chính là lý do để mà sau thương vụ Berbatov đó thì không có thêm bất kỳ một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ nào từ Spurs đến với Man United. Đây cũng có thể được xem là một trường hợp tương tự đang diễn ra trong thương vụ chiêu mộ Harry Kane của Bayern Munich. Một vài nguồn tin từ Đức khẳng định rằng chủ tịch của Spurs đang cảm thấy không mấy vui vẻ vì huấn luyện viên Thomas Tuchel Bayern đã có những hành động được coi là đi đêm với Kane và ông Levy đã sẵn sàng từ chối lời đề nghị tiếp theo của đại diện nước Đức vì hành động đó. Trong khi đó thì bất kỳ người hâm mộ nào của môn thể thao vua cũng đều hiểu được rằng Man United đang khát tiền đạo ra sao và Kane có thể được xem là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí trung phong cắm nơi nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn không có bất kỳ một tín hiệu nào cho thấy ông Levy sẽ bán trụ cột của đội bóng cho một đối thủ cùng giải đấu. Trên thực tế thì tiềm năng về mặt con người mà Tottenham Hotspur sở hữu trong vài năm trở lại đây là không thể xem thường, bởi không phải ngẫu nhiên mà đội bóng London luôn nằm trong nhóm những đội bóng được đánh giá là khó chịu nhất giải đấu. Họ đang có trong tay một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League, cùng với đó là tiềm năng của rất nhiều những vị trí khác nhau. Chính vì vậy mà Daniel Levy ắt sẽ muốn giữ lại bên mình những con người tốt nhất để có thể hướng tới việc thiết lập nên một đế chế của xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đây lại hoàn toàn có thể được xem là một canh bạc rủi ro của đội bóng châu Âu bởi hợp đồng của Kane với đội chủ sân Tottenham Hotspur chỉ còn có 12 tháng. Do đó nếu không gia hạn thì đội bóng London hoàn toàn có thể phải đối mặt với viễn cảnh là đánh mất ngôi sao sáng nhất của đội bóng nếu không tiến hành gia hạn kịp thời.
Tuy nhiên, theo như nhật báo uy tín Daily Mail của Anh, thì vị chủ tịch của đội bóng London lại không hề muốn bán Kane cho một đội bóng như Man City một chút nào, bởi chính một sai lầm từ ông trong quá khứ. Đó chính là trường hợp của Kyle Walker, người đã chuyển tới Man City vào năm 2017 để cùng với nửa xanh thành Manchester gặt hái được vô số thành công và vươn mình trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu của châu lục. Chỉ ông Levy đã cảm thấy đó là một sai lầm của bản thân và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để thêm một trụ cột của Spurs chuyển tới thi đấu cho một đội bóng cùng có mặt ở giải quốc nội. Chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã từng tiết lộ rằng đội bóng London đã từ chối tới 4 lời đề nghị của Man City cho trường hợp của Harry Kane khi mà ông Levy tin rằng giá trị cho một thương vụ chuyển nhượng tiền đạo người Anh có thể lên tới con số 150 triệu bảng. Đây có thể được xem là lý do chính khiến đội chủ sân Etihad từ bỏ thương vụ này và chuyển hướng sang mục tiêu Erling Haaland từ Borussia Dortmund cùng với một mức phí thấp hơn rất nhiều mà vẫn thu được hiệu quả tối đa. Thậm chí xa hơn nữa, vào năm 2014 thì Spurs cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc tìm kiếm bến đỗ mới cho Luka Modric, nhạc trưởng người Croatia vốn đang là tâm điểm của giới túc cầu thời điểm bấy giờ. Ngôi sao của Real Madrid đã chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình rằng Levy đã từng trách cứ tôi vì nguyện vọng ra đi của bản thân được công bố một cách công khai và khẳng định rằng đội bóng sẽ không bán người với bất kỳ giá nào. Bất kỳ ai xung quanh tôi cũng có thể hiểu được rằng ở thời điểm đó nguyện vọng duy nhất của tôi là muốn tìm được cho mình một bến đỗ mới, kể cả huấn luyện viên Harry Redknapp. Chính vì vậy mà tôi gửi tới thượng tầng lời đề nghị ra đi một cách chính thức. Nhưng Levy lại từ chối tất cả những lời đề nghị dành cho tôi từ phía Chelsea và điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Để rồi điều gì đến cũng phải đến, khi mà cho tới lúc này thì ai cũng biết rằng Luka Modric đã thành công ra sao khi chuyển từ Spurs tới Real Madrid. Và không quá khi nói rằng những cái tên như Modric chính là động lực để bản thân Harry Kane tin rằng mình sẽ cần phải ra đi trong tương lai gần nếu thực sự muốn có được những danh hiệu cho chính bản thân. Ở tuổi 30, cơ hội để tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì được phong độ đỉnh cao sẽ là không quá nhiều và một môi trường có tính cạnh tranh không quá cao như Bundesliga hoàn toàn có thể trở thành bến đỗ hợp lý cho chính Kane. Tuy nhiên, câu chuyện dành cho Bayern Munich ở thời điểm hiện tại cũng sẽ không hề dễ dàng khi họ buộc phải đưa ra một con số đủ để thuyết phục Levy nhả người. Và cùng với đó là cả sự khôn ngoan trên bàn đàm phán. Một chút lợi thế mà các đội bóng sẽ có được ở thời điểm hiện tại chính là việc Levy sẽ buộc phải đánh một canh bạc hoặc là để Kane ra đi với khoản tiền khổng lồ có thể hỗ trợ rất nhiều trong công việc tái thiết đội bóng hoặc là cố gắng tìm kiếm danh hiệu với đầu tàu là Kane thêm một mùa giải nữa. Nhưng để rồi sẽ để cho ngôi sao của mình ra đi miễn phí vào mùa hè năm sau. Đó ắt sẽ là một lựa chọn không hề dễ dàng. Thị trường chuyển nhượng hè năm nay sẽ chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là khép lại và Tottenham Hotspur vẫn đang phải đối mặt với vô vàn những vấn đề cần phải sớm được giải quyết trong tương lai gần. Khi mà những ông lớn khác trong nhóm Big Six đều đang rất tích cực củng cố lực lượng cho mùa giải mới, thì đội bóng London lại đang phần nào tỏ ra im hơi lặng tiếng. Và nếu không muốn bị tụt lại khi mùa giải mới khởi tranh, ông Levy sẽ cần phải sớm cho thấy được cái tài của mình trong cách quản trị đội bóng để tất cả các bên cảm thấy hài lòng.